tôi xin được gửi lời chào tất cả và lời cảm ơn chân thành đến quý đối tác, quý khách hàng đã dành thời gian và học dành trong buổi hôm nay để cùng với chúng tôi chung dự buổi đêm tiệc single bell hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn.